Hello, xin chào các bạn nha. Mình đang làm tranh thủ có một tin này rất là nóng nên mình cũng lên chia sẻ cho các bạn. Những người nào mà coi những cái vụ việc mà của Thiện An trước gần 2 năm nay đó thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Có những câu chuyện mà cho tới thời điểm này thì cơ quan chức năng người ta cũng chưa giải quyết dứt khoát về cái vấn đề của Thiện An. Nhưng một số kênh YouTuber, Facebooker nên nói những điều bênh vực hoặc là có những điều chia sẻ không đúng sự thật đó. Thì hôm nay thì mình nghe có tin là Thám Tử Cao đã bị, không biết phải bị bắt hay không, nhưng mà hơn một tuần lễ nay, ba kênh của Thám Tử Cao đó thì không có đăng một video nào nói. Và thậm chí là cái hôm mà ngày 15 tháng 4 vừa rồi, khi mà vụ việc mà tòa án huyện Đức Hòa xử vụ việc của ông Thắng đó, thì không thấy Thám Tử Cao lên nói. Thông thường đó, khi một cái vấn đề nó nổi cộm và nóng trên xã hội đó thì dĩ nhiên là Thám Tử Cao là thông tin cho chúng ta, nhưng mình thấy là từ hôm 15 tháng 4 tới giờ là không thấy Thám Tử Cao coi như là live stream và chia sẻ cho các bạn về những vấn đề đó. Và hơn nữa đó thì nghe một số người nói rằng là Thám Tử Cao bị bệnh Abidan, nhưng có những cái trường hợp lúc trước đó mình thấy là Thám Tử Cao là khi mà bệnh ở bệnh viện đó thì Thám Tử Cao cũng quay một chút xíu để cho thông báo cho mọi người, cho fan của Thám Tử Cao biết rằng anh ta đang bị bệnh. Nhưng cái trường hợp này thì mình thấy là cả một tuần nay không thấy động tĩnh gì và không có một cái hơi hám gì nói tới Thám Tử Cao hết. Và hôm nay một cái tin này thì thật sự là cũng quá bất ngờ, quá sốc khi nghe thấy là Thám Tử Cao đã bị bắt. Thì không phải là bắt thì dĩ nhiên là báo chí phải là đăng tin, nhưng ở đây đó thì có thể là bị cưỡng chế hoặc là bị quản thúc, không có được đi lên mạng xã hội nói những vấn đề nha. Ở đây thì mình nghi ngờ có đất là về vấn đề đó, là vấn đề của vụ án Hồ Duy Hải, vụ án mà các bạn cũng biết rồi, Trương Châu Hữu Danh cũng là một người nhà báo mà là một Facebooker nói về vụ án Hồ Duy Hải rất nhiều. Và các bạn cũng thấy là lúc mà Trương Châu Hữu Danh bị bắt á, thì Thám Tử Cao đột nhiên Facebook bị khóa ha. Sau đó thì anh ta nói là bị coi như bị hacker, nhưng thật sự đã cái chuyện này thì mình cũng chưa có kiểm chứng nên mình cũng không dám quyết định là có phải liên quan tới Trương Châu Hữu Danh hay không. Nhưng một số người cũng đã cũng nhận đưa tin thì mình cũng lên để mình đưa tin cho các bạn là vấn đề này. Thì qua câu chuyện này thì mình cũng thấy là có thể lắm nha, có thể là bị ông giáo đã quản thúc và không cho đăng hoặc là không có được đi ra ngoài địa phương đó. Hơn một tuần nay thì không thấy cái gì hết. Thông thường thì các bạn cũng thấy rồi, YouTuber mà có những vấn đề liên quan tới Thiện An, mà vụ việc mà của tòa án Đức Hòa xử vụ của ông Thắng đó thì các bạn thấy không, rất là nóng nhưng không thấy nói gì hết. Thì qua đây mình cũng tranh thủ nha, tranh thủ tại vì sao, những tin nóng tin hot á thì mình phải đưa tin cho các bạn nha. Thì những người nào fan của Thám Tử Cao hoặc là những người mà đang coi như là không thích Thám Tử Cao, hoặc là những người mà yêu mến Thiện An hoặc yêu mến của Thám Tử Cao đó, thì các bạn cũng thử coi kiểm chứng có đúng hay không. Mình cũng chỉ là thông tin để cho các bạn biết như vậy thôi, chứ thật tự ra đó, cái tin này cũng mới nha các bạn nha. Nhưng nghe nói rằng là đã bị dịch là hôm ngày 15 tháng 4, đúng vào cái ngày mà tòa án Đức Hòa xử, đúng không các bạn? Đấy, thì thôi tranh thủ nha các bạn nha. Tại vì làm YouTube mà, các bạn cũng biết mà, những cái tin hot nó cần phải nhanh chóng đưa tin và kiếm like, kiếm view rất là ấy không? Làm YouTube thì dĩ nhiên rồi, đúng không? Các bạn có thông cảm cho mình nha. Thôi thì mình chỉ làm một cái video ngắn như vậy và mong các bạn là bỏ qua. Tại vì sao? Làm YouTube nó đang làm đấy, nhưng mà cũng phải tranh thủ coi như lên để chia sẻ cho các bạn nhé. Đấy, mình cũng làm nhé, đi làm, nhưng mà việc làm YouTube đó thì các bạn cũng biết rồi, đúng không? Kiếm được đồng nào hay đồng đó thôi, công việc chính là công việc chính, chứ không phải làm YouTube để mà kiếm tiền là việc chính nha các bạn nha. Đấy, thì qua cái chuyện này thì mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì các bạn cũng đã yêu mến và coi như là đăng ký ủng hộ phát triển cái kênh của mình rất là nhanh chóng và like cho mình và chia sẻ cho mình rất là nhiều, nên mình rất là cảm ơn các bạn. Qua clip này thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ cho mình càng ngày càng phát triển đó, thì mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thì cái thông tin này thì thật sự thì không biết có đúng hay không, nhưng mà mình vẫn đưa lên để cho các bạn thử tham khảo và
các bạn đi tìm kiếm thông tin thử coi có đúng hay không nha. Thôi mình xin tạm biệt các bạn đi, mình xin tạm biệt nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.